Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì việc chọn lựa một môi trường sống và học tập lý tưởng tại Mỹ luôn là thử thách không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai có ý định trở thành du học sinh tại quốc gia này. Và nền giáo dục ở Hoa Kỳ, một nền giáo dục lớn, năng động và thời thượng và bậc nhất trên thế giới, với hơn 3.500 trường đại học và gần 500 ngành học khác nhau, sẽ mở ra một thế giới cơ hội và sự lựa chọn không khỏi khiến bạn phải thật sự bối rối. Vậy thì chọn ngành nào, trường nào và ở đâu là phù hợp nhất với điều kiện của bản thân? Và để tìm hiểu cho câu trả lời cho từng câu hỏi trên thì chắc chắn sẽ hao tốn không ít là thời gian cũng như là công sức của bạn. Thì các bạn hãy cùng với Tân Đại Dương tìm hiểu để biết nên lựa chọn vùng nào ở Mỹ để du học nhé các bạn. Thì địa điểm của trường là một trong các yếu tố sẽ ảnh hưởng khá lớn đến việc mà các bạn sinh viên lựa chọn, bởi lẽ nó chi phối tới các yếu tố như là sức khỏe, chi phí, đời sống hay là sinh hoạt. Và đây cũng là lý do khiến cho các du học sinh trăn trở không ít trước khi bước vào cái ngưỡng cửa mong muốn của mình. Và tùy theo sở thích và điều kiện cá nhân mà mỗi học sinh có thể chọn các vùng khác nhau để học. Chẳng hạn như là một số người ưa thích thiên nhiên và vùng núi với lại gió, cây cỏ thì có thể chọn những trường tại Colorado hay là Vermont. Trong khi một số là yêu miền biển hay là những cái vùng ngoại ô xanh rờn thoáng đãng thì các bạn sẽ muốn du học ở Florida hay là phía nam của California. Và bên cạnh đó thì không thể thiếu những người là bị thu hút bởi sự phát triển hiện đại và sầm uất náo nhiệt của San Francisco hay là ở New York. Và sở thích cá nhân thì chỉ là một trong số các yếu tố chủ quan để đưa đến cái quyết định cuối cùng. Hơn thế thì bạn còn phải cân nhắc kỹ lưỡng đến rất là nhiều lựa chọn quan trọng về môi trường sống, chất lượng giáo dục hay là điều kiện thuận lợi về giao thông của địa điểm mà bạn sẽ chọn du học. Bạn nên dự trù trước tổng cái số tiền mà bạn phải bỏ ra cho việc học của mình, cộng thêm tất cả các chi phí khác nữa. Thì những thông tin này thì sẽ được cung cấp trên website của trường, và các bạn cũng có thể truy cập vào website của Tân Đại Dương, đó là tddvn.com hay là tandaiduong.edu.vn để có thể cập nhật thêm về những thông tin của từng trường. Và nhìn chung thì những vùng xa với bờ Đông và bờ Tây của Mỹ thì sẽ có cái chi phí sống nó sẽ thấp hơn. Và hệ thống các trường ở Hoa Kỳ thì rất là phong phú và nó có sự nhiều sự khác biệt so với hệ thống các trường ở Việt Nam. Thì bao gồm những cái trường trung học, trường đại học của tiểu bang đó là State University, thì tức là các đại học công, thì cái mức học phí và yêu cầu đầu vào của sinh viên nước ngoài thường thì nó sẽ cao hơn một mức so với là sinh viên của người bản địa. Thì bên cạnh đó cũng có những trường như là trường đại học tư, đó là Private University, thì thường là tự lo kinh phí nó mà cái học phí nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì lại không có cái chính sách phân biệt cái đối tượng sinh viên như là ở trường đại học công. Và bên cạnh đó thì còn có những trường như là trường đại học đại cương, đó là Liberal Arts College, hay là trường cao đẳng cộng đồng, đó là Community College. Có ưu điểm nổi bật đó là học phí thấp, các bạn sinh viên sẽ được quan tâm nhiều hơn cùng với sự chuyển tiếp thuận lợi dễ dàng lên đến năm thứ ba của hệ cử nhân của cái trường đại học 4 năm, khiến cho nhiều bạn sinh viên quốc tế chọn học ở cái trường cao đẳng cộng đồng. Bên cạnh đó thì có cái trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề, đó là Technical College, với chương trình học hướng về ứng dụng, thực hành tập trung để đào tạo các bạn sinh viên ra nghề hoặc là thăng tiến trong cái công việc của mình. Và nó đến với chương trình đại học thì cùng các chế độ dành cho sinh viên, có lẽ thì không nơi nào lý tưởng như ở đất nước Mỹ, với một con số khổng lồ các hệ thống trường chuyên nghiệp, trong đó có 18 trường đã được lọt vào top 49 trường đại học tốt nhất ở trên thế giới do tạp chí giáo dục danh tiếng của Anh là Times Higher Education và tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới, đây là QS công bố. Và có 10 trường thì được lọt vào top 14 trường có khuôn viên đẹp nhất ở trên thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Và đấy là lý do mà nền giáo dục của xứ sở đại bàng đầu trắng đã trở thành mối bận tâm hàng đầu cho giới học giả trên toàn cầu, trong đó tiêu biểu là những ai có nguyện vọng du học ở đất nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cũng là một khó khăn lớn cho họ để có thể tìm hiểu thật chu toàn về tất cả các trường đại học tọa lạc tại hơn 50 bang lớn nhỏ của Mỹ. Và có rất là nhiều sự lựa chọn cho bạn, trong đó thì các bạn nên quan tâm tới một số địa điểm du học tiêu biểu ở quốc gia như là ở bang California, với các trường đại học như là CSU Columbia, hay là Golden Gate University, hay là nổi bật đó chính là trường University of California Irvine, gọi tắt đó là UCI. Trường đại học có xếp hạng cao thứ 41 trên thế giới và là một trong 10 trường đại học công lập tốt nhất ở Hoa Kỳ. Và UCI đã nhận được 3 giải Nobel cho thành tích giáo dục xuất sắc của mình. Thì ở thành phố Irvine thì được coi là thành phố an toàn nhất ở Hoa Kỳ. Và UCI thì nằm tại trung tâm của quận Cam, nơi có những bãi biển Thái Bình Dương nổi tiếng ở trên thế giới, nằm giữa Los Angeles và San Diego. Với những đặc điểm trên thì UCI đó chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn sinh viên quốc tế. Cùng đó là các trường đại học như là California, Stanford hay là Scripps, nổi tiếng là các khuôn viên đẹp nhất ở trên thế giới. Tiếp theo đó là bang New York với gần 100 trường đại học cao đẳng tiêu biểu, đó là các trường như là đại học Spade, St. John,
Darling, Franklin hay là Sydney Trinity Yale, và một trường đại học công lập hàng đầu về các ngành khoa học, xã hội với truyền thống phong phú và thành tích học tập xuất sắc. Và nói tới New York thì không thể không nhắc đến Học viện Columbia. Đây là học viện cấp cao lâu đời nhất tại tiểu bang này, với chi phí là 43.304 đô và chỉ tiêu tuyển sinh là chỉ có 7.743 học sinh mà thôi. Và Columbia hàng năm đều giành giải thưởng văn học Mỹ, giải Pulitzer và là một trong những thành viên sáng lập của các hiệp hội các viện đại học Hoa Kỳ. Và Columbia thì có mối liên kết với các chủ nhân giải Nobel nhiều hơn bất kỳ học viện nào khác ở trên thế giới. Và quỹ tài trợ và tài chính dành cho nghiên cứu hàng năm của sinh viên Columbia thì thuộc vào loại lớn nhất trong các viện đại học tại Hoa Kỳ. Và tiếp theo đó là bang Connecticut với những trường đại học đầy tên tuổi như là trường đại học New Haven với hơn 100 chương trình đại học và sau đại học trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, khoa học, kinh doanh, tư pháp hình sự, kỹ thuật và pháp y khoa học đã được tạp chí US News and World Report xếp hạng nằm trong top các trường đại học tốt nhất ở khu vực miền Bắc. Và trường đại học Hartford nằm tại khu dân cư đông đúc nhất gần trung tâm thành phố Hartford của bang Connecticut cũng đã thu hút gần 7.400 sinh viên đến từ 45 bang và 49 quốc gia và cũng trở thành một trường đại học của thế giới. Và bên cạnh đó thì phải kể đến các trường danh tiếng khác như là trường đại học Stanford hay là trường đại học Yale, một trong những cái trường có khuôn viên đẹp nhất ở trên thế giới. Và tiếp theo đó chính là bang Massachusetts, thì đây là một quyết định hết sức sáng suốt và quan trọng nếu bạn muốn học tập tại một trong những trường danh tiếng trên thế giới với những cái tên đã trở thành thương hiệu giáo dục như là Harvard, William, Boston hay là MIT, thì việc tìm hiểu rõ điểm đến này là vô cùng hữu ích cho cuộc sống cũng như là công việc học tập và nghiên cứu của bạn khi trở thành du học sinh tại đây. Và theo đánh giá của nhiều tài liệu cho thấy thì Massachusetts sớm trở thành trung tâm giáo dục của nước Mỹ ngay từ thời kỳ thuộc địa của Anh, nổi tiếng với Harvard và trung tâm văn hóa Boston. Thì Massachusetts nằm ở khu vực New England, tức là mạng đông bắc nước Mỹ. Đây là một trong những bang tương đối giàu có của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, giáp với các bang như là Rhode Island, Connecticut, New York, Vermont hay là New Hampshire. Và khí hậu ở đây thì tương đối ẩm ướt, mùa hè thì khá dài và nóng nực, còn mùa đông thì lạnh. Và với dân số đông thứ 13 ở toàn nước Mỹ thì Massachusetts nổi tiếng về sự đa dạng về màu da, quốc tịch bởi làn sóng nhập cư ồ ạt từ rất nhiều quốc gia ở trên thế giới. Và về giáo dục thì Massachusetts luôn giữ vị trí hàng đầu của nước Mỹ, tuy chỉ chiếm 2,5% dân số nhưng lại có đến 5% số trường đại học. Tại đây thì trường đại học đầu tiên của Hoa Kỳ là Harvard University thì được thành lập vào năm 1636 và trở thành một trong số các trường đại học danh tiếng nhất ở trên thế giới. Và chỉ riêng Massachusetts thì đã có 3 trường đại học được lọt vào top 10 trường đại học tốt nhất ở nước Mỹ. Và trong năm 2002-2003 thì Massachusetts có tổng cộng 31 trường đại học công và 88 trường tư. Thì Massachusetts cũng là nơi tọa lạc của nhiều trường đại học thuộc loại nổi tiếng ở nước Mỹ như là Harvard, Massachusetts Institute of Technology, William hay là Amherst, và cụ thể là Harvard University với chi phí là 38.416 đô với chỉ tiêu tuyển sinh là 6.655 các bạn sinh viên. Đây là trường đại học được thành lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1636. Và bộ phận giáo dục đại học của Harvard University đó chính là Harvard College. Thì Harvard được coi là trường đại học danh tiếng nhất ở trên thế giới với số lượng sinh viên được tuyển sinh hàng năm đông nhất từ tất cả các trường phổ thông ở trên thế giới. Và Harvard còn là một trong những trường đại học khó hàng đầu ở nước Mỹ với tỷ lệ chấp nhận khoảng 11%. Và về học bổng thì Harvard đã có đến mấy chục loại học bổng dành cho các bạn sinh viên không hề phân biệt quốc tịch. Và ngoài ra thì chương trình học bổng của Harvard còn mở rộng khắp trên thế giới và đặc biệt là ưu đãi với những nước đang phát triển, nơi đó có mọi chất xám dồi dào chưa được khai thác hết vì thiếu kém về nền kinh tế. Hay là trường Massachusetts Institute of Technology hay còn gọi tắt đó là MIT với chi phí là 39.212 đô và chỉ tiêu tuyển sinh là chỉ có 4.242 các bạn sinh viên. Đây là trường đại học chuyên về khoa học kỹ thuật nằm ở bên bờ sông Charles, thành phố Cambridge ở Massachusetts, thì cực kỳ nổi bật về các ngành khoa học kỹ thuật và một số ngành xã hội như là kinh tế, ngôn ngữ học, nhân chủng học. MIT là một trong những học viện hàng đầu trên thế giới với hơn 900 giáo sư và gần 10.000 sinh viên được chia làm 6 ngành chính, đó là kiến trúc, kỹ sư, khoa học, nhân văn, quản trị và y tế. Vẫn biết là để chọn được một môi trường lý tưởng tại Mỹ sẽ luôn khiến cho bất kỳ du học sinh nào cũng phải đổ mồ hôi và càng khó khăn hơn để ổn định cuộc sống mới tại đây. Tuy nhiên sẽ không ai có thể ngoảnh mặt trước cơ hội được trở thành sinh viên của một nền giáo dục tầm cỡ ở trên thế giới này. Và khi đã nuôi dưỡng ước mơ hay là nhen nhóm cái ý định trở thành du học sinh ở Mỹ thì các bạn đừng quá bận tâm mình sẽ thành công hay không, mà hãy quyết tâm thực hiện ý nguyện của mình. Như vậy là bạn đã thực sự chiến thắng trên một khía cạnh nào rồi đó. Và bạn còn chần chừ gì mà chưa tìm hiểu ngay từ điểm xuất phát như là tìm học bổng du học, tìm khóa học,
môi trường mà bạn yêu thích, hay là tìm hiểu về muôn vàn các yếu tố khác như là chi phí, cuộc sống. Và công cuộc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi chọn vùng nào để du học ở Mỹ không phải là ngày 1, ngày 2, bởi việc nắm bắt, chọn lựa địa điểm du học tốt và phù hợp thì sẽ góp phần định hướng quan trọng cho sự nghiệp và tương lai của bạn sau này. Và để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục xin visa du học Mỹ như thế nào, các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay là tddvn.com. Các bạn cũng có thể lên ngay văn phòng công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tất cả các bạn, thì ngày nay du học Mỹ được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học. Và trong chương trình chia sẻ về du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay, mời các bạn cùng trò chuyện với em Diệp Mỹ Thanh, một tân du học sinh Mỹ vừa nhận được visa du học. Chị chào Thanh. Chào chị. Thì Thanh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ, năm nay em 23 tuổi, em vừa tốt nghiệp Đại học Văn Lang và em cũng vừa lãnh bằng vào tuần trước. Hôm nay thì em đi xin visa và rất may là em đã đậu. Niềm vui được nhân đôi đúng không? Cái cảm nhận của Thanh khi mà nhận được visa du học Mỹ như thế nào em? Dạ thì cũng như em vừa nói á, tuần trước thì em cũng vừa lãnh bằng xong rồi bây giờ lại đậu visa đó, em rất là vui. Cái lý do tại sao Thanh chọn Mỹ để du học em? Dạ em chọn Mỹ thì bởi vì ở bển thì em cũng có bạn bè ở bển. Rồi ba mẹ cũng muốn em đi sang bển thì sau này cái tấm bằng của em trở về Việt Nam á sẽ có giá trị và em có thể có cơ hội thăng tiến cao hơn. Qua Mỹ thì mình sẽ học ở bang nào vậy? Dạ em học tại bang Massachusetts. Rồi mình học ở trường nào? Dạ em lúc đầu thì em sẽ học tại trường UC Boston. Sau đó em sẽ chuyển tiếp và học chính thức tại trường UMass Boston đó chị. Là cái cảm nhận khi mà làm hồ sơ lên Tân Đại Dương thì em thấy như thế nào? Dạ thì trong thời gian làm hồ sơ ở đây á thì em có những cái thắc mắc gì á em hỏi các anh chị đều trả lời rất là tận tình. Và anh Khôi với chị Kim là hai người cũng trực tiếp hướng dẫn cho em á. Anh Khôi em thấy rất là nhiệt tình, dễ thương. Em có cái thắc mắc gì á em gửi mail hay là những cái tin nhắn thì cho anh Khôi đều trả lời rất là nhanh chóng. Trong quá trình phỏng vấn thì em cũng có học với anh Bảo Anh. Thì lúc đầu thì nói chung là em cũng có hơi phần sợ sệt đó. Nhưng mà sau khi học với anh Bảo Anh đó, thì anh cũng phân tích cho em nghe nhiều cái khía cạnh và những cái mặt mà em cần phải tránh né. Cho nên là từ đó em cũng cảm thấy là tự tin hơn. Khi đi vào phỏng vấn thì em cảm thấy tự tin. Rất là tự tin. Qua đâu thì Thanh biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Em cũng tìm kiếm ở trên mạng và nó có giới thiệu là những cái công ty uy tín đó chị. Thì em thấy là Tân Đại Dương là một công ty tốt cho nên là em quyết định chọn Tân Đại Dương. Cái dự định trong tương lai của Thanh thì như thế nào em, sau khi học xong tại Mỹ thì em có dự định gì? Sau khi học xong tại Mỹ thì em sẽ về Việt Nam làm việc cho công ty VNG như lúc đầu em cũng mong muốn. Và chị thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em học tập tốt tại Mỹ và hoàn thành được ước mơ của mình nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Các bạn vừa lắng nghe chia sẻ của em Diệp Mỹ Thanh về cái quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ của mình thì như thế nào. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Mỹ thì các bạn hãy liên hệ ngay tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh của rất nhiều trường cao đẳng đại học của Mỹ. Và các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ ở quận Nhất, quận 5 hoặc là Nha Trang. Thông tin về các chia sẻ thì các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!